Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Beauty. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ khép lại năm 2022. DK rất trân trọng những khách hàng đã và đang đồng hành cũng như tin chọn DK trong suốt thời gian qua. Bằng sự chân thành nhất, DK xin gửi lời cảm ơn cùng những món quà ý nghĩa làm đẹp cuối năm dành tặng cho tất cả khách hàng của mình. Giảm 40% các dịch vụ phun xăm, mày, môi, mí. Giảm 40% xóa xăm, mày, môi, mí công nghệ cao. Giảm lên đến 50% xóa hình xăm tattoo. Đặc biệt, các ưu đãi chăm sóc da không thể bỏ lỡ. Giảm 40% triệt lông laser Diet Max. Giảm 30% Growing Plus. Giảm 30% trị nám công nghệ cao. Giảm 30% nâng cơ Haifu Pro Max. Chỉ từ 399k một buổi chăm sóc da Aquasil. Cùng rất nhiều phần quà ưu đãi đặc biệt khác được áp dụng từ ngày 22 tháng 12 năm 2022 đến ngày 9 tháng 1 năm 2023. Đẹp đón Giáng sinh, lung linh ngày Tết cùng DK Beauty.